Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh vừa bắt khẩn cấp 3 đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 10 tỷ đồng. Ba đối tượng gồm Nguyễn Văn Bé Sáu hay còn gọi là Huỳnh Thành Tiền 31 tuổi quê ở tỉnh Long An, Nguyễn Văn Kiệt 34 tuổi anh trai của Sáu và Đoàn Văn Dứt. Sáu và Kiệt đã rủ nhau thuyết phục những người quen rằng chúng cần vay tiền để thực hiện hợp đồng thanh toán, tìm người cho vay tiền, sau khi chuyển khoản xong sẽ trả lại bằng tiền mặt ngay bởi Sáu là chủ doanh nghiệp nên có những mối quan hệ làm ăn ngoài luồng, Sáu không thể ra mặt để trực tiếp chuyển tiền được. Người cho vay sẽ được nhận lãi suất là khoảng 0,5%, còn người giới thiệu được trả 10 triệu đồng tiền công giới thiệu. Với thủ đoạn này, 6 vật kiện đã lừa thành công khoảng hơn 10 tỷ đồng của nhiều nạn nhân tại Cần Thơ, Tiền Giang và các tỉnh thành khác.